Anh kêu tôi ra đây làm chi vậy? Thực ra tôi có một chuyện rất quan trọng cần nói với cô. Thành Nhân, em cũng bằng lòng làm vợ anh không? Anh hết chuyện để giỡn rồi hả? Không có vui gì hết. Anh khoan đã. Thành Nhân à, anh làm sao vậy? Tôi không thích anh giỡn kiểu đó đâu. Anh bỏ tay tôi ra đi. Thành Nhân à, em nghe anh nói đã, anh không có đùa giỡn, anh rất thật lòng với em. Muốn nói gì thì nói, anh cũng phải bỏ tay tôi ra trước cái đã. Thực sự anh cũng không thể nào nói rõ là anh đã thương em từ lúc nào, bởi vì nó đã đi vào trong lòng anh ra sao chính anh cũng không biết. Anh chỉ biết chắc một điều là, Thành Nhân à, hình ảnh của em tràn ngập trong lòng anh. Nghe anh nói không có gì là chắc chắn hết. Có lẽ anh ngộ nhận đó. Có lẽ trong lúc này anh đang cần tới tôi, cho nên anh mới tưởng vậy thôi. Chứ làm sao mà anh có thể thương yêu tôi được? Tôi... Tại sao anh không thể thương yêu em hả Thành Nhân? Giữa tôi với anh có quá nhiều cách biệt. Anh có bao giờ tự hỏi anh đã biết gì về quá khứ của tôi, rồi tình cảm của tôi dành cho anh? Thì liệu hôn nhân sẽ là bất lợi cho anh, là ràng buộc cho cả tôi nữa đó? Rồi tôi của hiện tại và tương lai, tôi thấy mọi thứ mong manh lắm. Anh có nghĩ như vậy không? Theo anh nghĩ, khi đã thương thì quá khứ hay là mọi thứ khác đều là của nhau. Nếu không sẵn sàng chia sẻ, anh đã không nói thương em như ngày hôm nay. Thành Nhân à, chỉ cần chúng ta nắm tay nhau thì khoảng cách nào cũng sẽ không còn. Em có thể trả lời anh một câu không? Em có tình cảm với anh không? Thành Nhân à, em không cần trả lời ngay lúc này đâu. Anh chỉ xin em biết cho anh một điều thôi. Anh thật lòng muốn cưới em làm vợ. Tình ái đã vụt bay.